Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án đến từ Blockchain Solution Finance và Graphite Finance Giveaway Progress by Chainlink. Dự án này là mạng Polygon nhé mọi người nhé, nên khá là tiềm năng, mọi người không nên bỏ qua những cái dự án đến từ Polygon hoặc là Matic Polygon nhé. Ok, để tham gia kèo Eros này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io. Khi vào đây thì mọi người sẽ nhập cho mình này, tên của mọi người là nhập địa chỉ email này, sau đấy nhập tài khoản username tài khoản Telegram này. Rồi, tiếp theo là nhập tài khoản Twitter này. Ok. Địa chỉ ví, mọi người dùng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet cho mình nhé. Dùng ví, mọi người sẽ dùng ví ví gì ta, ví Polygon Matic nhé. Đâu rồi ta, dự án đâu rồi? Mình xóa rồi sao? Mọi đầu mình lát nhé. Đây, đông rồi. Xong rồi nhé. Rồi, tiếp theo username tài khoản Twitter. Ok, đây địa chỉ ví, mọi người sử dụng địa chỉ ví ở trên ví Trust Wallet và ví MetaMask cho mình. Mọi copy địa chỉ ví ở trên ví Trust Wallet thì mọi người sẽ bật cho mình là mạng Polygon lên, mọi người sẽ bật cho mình địa chỉ ví Polygon. Còn ở trên ví MetaMask thì mọi người chỉ cần copy địa chỉ ví MetaMask là được nhá. Sau đây gửi vào đây. Đây. Tiếp theo là địa chỉ ví Binance Smart Chain thì mọi người cũng dán địa chỉ ví vào đây luôn. Đấy, hai địa chỉ này giống nhau mà. Tiếp theo là bấm tích vào đây. Rồi, bấm continue. Ok. Code share. Mã code. Ok, cái phần mã code này thì mọi người sẽ nhập đây nhá. Hoặc là mọi người sẽ vào link ở trong nhóm của mình sẽ để phần mô tả cho mình nhé, những cái câu hỏi câu trả lời nhé. Mình sẽ nhập trước này. Rồi sau nhập mã code xong thì bấm vào continue. Tích tôi không phải là người máy. Ok, tiếp tục làm các nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây nó sẽ mở các nhiệm vụ này. Đầu tiên follow Twitter cho mình này. Bấm theo dõi này, rồi quay trở lại. Bấm continue. Retweet lại bài đăng này. Bấm ok. Rồi kéo xuống dưới, bấm vào con retweet. Bấm một tweet lại. Ok, sau đấy thả tim. Rồi quay trở lại. Bấm vào continue. Rồi. Tiếp tục join vào kênh Instagram, visit Instagram. Bấm theo dõi, quay trở lại. Ở đây mọi người follow Instagram, bấm yes. Rồi. Bấm continue. Tiếp đến là Facebook này, mọi người mở Facebook lên. Like Facebook này. Bấm theo dõi Facebook cho mình. Rồi quay trở lại. Bấm một continue. Ok. Tiếp tục fanpage, mọi người follow kênh fanpage cho mình. Bấm theo dõi. Ok. Sau đó quay trở lại Eros. Bấm vào continue. Rồi. Rồi vào kênh Telegram. Bấm rồi. Ok, quay trở lại. Bấm vào continue. Rồi vào kênh group Telegram. Bấm rồi. Rồi. Quay trở lại. Bấm vào continue. Ok. Rồi, tiếp tục ở dưới này. Những câu hỏi dưới này thì mình đã có đáp án rồi, thì mọi người sẽ vào trong nhóm Telegram để mọi người lấy đáp án cho mình nhé. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục này.
Ok. Và cuối cùng mọi người sẽ có link Reddit ngồi chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm quỹ entry này nhé. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận token NFT đến từ Gravit Financy. Dự án này đúng còn 12 giờ nữa nó kết thúc sự kiện airdrop nên mọi người tranh thủ làm cho mình nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người video dự án tiếp theo.